Em Đức Hải Dương xin kính chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi clip của em Đức. Mới nhất trong ngày hôm nay thì bên em Đức lại trân trọng giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe. Một cái chiếc xe khá là nhỏ gọn thôi. Trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn đây là một chiếc Daewoo Matiz được sản xuất năm 2001 với phiên bản số sàn. Chiếc này nó là bản FE, bản đủ. Với cái mẫu xe Daewoo Matiz này thì giá nó rất là hợp lý với tầm tiền mà anh chị và các bạn mua về để sử dụng gia đình hay một chiếc xe máy che nắng che mưa. Và nó có rất nhiều công năng các bác nhé. Thứ nhất là chúng ta đi được 5 người. Cái thứ hai là có điều hòa, không nắng không mưa. Anh chị nào mà mới xem clip của em Đức lần đầu tiên mà quan tâm những dòng ô tô cũ từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu thì nhớ share và like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em Đức càng ngày càng phát triển. Thì với cái mẫu xe Daewoo Matiz ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn là một cái chiếc xe khá là nhỏ gọn. Anh chị và các bạn mua về để sử dụng thì khá là hợp lý. Với mẫu xe Daewoo Matiz này thì chiếc này thì nó xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Và giá là khá là ok. Đấy, bác chủ nhân cũng dán rất là nhiều sao. Nhiều sao ở trên xe các bác nhé. Xe thì được trang bị la răng đúc rồi anh em ạ. Anh em chị em nào mà mới có bằng lái thì mua cái mẫu xe này khá là hợp lý. Xe thì anh chị và bạn về sẵn đi. Chiếc này nó là xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Và với chiếc Daewoo Matiz này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán một mức giá khá hợp lý, 54 triệu đồng. Daewoo Matiz sản xuất năm 2003, giá 54 triệu đồng. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Daewoo Matiz này thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc là ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương. Thì các bác sẽ đến xem trực tiếp và lái trải nghiệm. Một cái màu xanh cốm khá là đặc biệt. Mức giá khá hợp lý. Với chiếc xe này anh chị và các bạn chúng ta cũng về sẵn đi thôi. Thì xe thì được trang bị 5 mâm 4 quả mâm đúc rồi. Các bác này, mâm đúc này. Đúc khá là dày dặn anh em nhé. Khá là dày dặn luôn. Đó, đây các bác này. Lốp này. Khá là dày dặn. Cái kính này của nó nè, bác này, kính zin luôn này. Kính zin theo xe. Đây là quả đèn đằng sau anh em. Matiz. Daewoo Matiz, kính sau anh em này, kính zin luôn này. Đít con này zin luôn này. Đấy. Mức giá khá hợp lý. Đây anh em ạ. Lốp rất là dày dặn anh em nhé. Đấy. Các bác nhìn này. Lốp khá là dày luôn. Và đây là gầm sàn nó các bác này. Gầm sàn đây. Đấy. Gầm sàn đây. Chưa có bị thủng các bác nhé. Cái dòng Matiz này nó gầm sàn nó rất thấp. Này, các bạn nhìn này. Chưa có bị mục mọt gì luôn. Sàn của nó luôn. Và mức giá khá hợp lý. Đây. Cái kính này cũng là kính zin luôn anh em. Đèn này anh em. Mức giá khá hợp lý. Biển 35A. Chiếc này nó không khoan đục taxi gì anh em nhé. Đấy. Không khoan đục. Trước kia thì những chiếc taxi là bao giờ nó khoan đục ở trên cái phần táp lô này anh em ạ. Anh em chị em chúng ta này. Này táp lô này. Đấy. Và đây là bộ phận ghế nó ra. Em Đức sẽ để cái túi em Đức xuống đây. Ghế da của nó đây các bạn này. Xe thì khá là gọn gàng, sạch và đẹp. Rất hợp lý. Vừa tầm tiền. Trần da anh em nhé, trần da này.
Đây là ghế thứ 5 anh em này. Xe là rất gọn gàng luôn, sạch và đẹp. Kính đằng sau là kính quay tay. Cái dòng xe mà dòng Daihatsu Matiz này thì nó bản đủ thì nó sẽ là hai kính trước kính điện, hai kính sau kính quay tay anh em. Cái kính này thì gọi là nồi đồng cuối đá luôn anh em nhé. Quay lên này, rất là ngọt ngào luôn. Và mức giá khá hợp lý. Chiếc này thì cũng là rất ok rồi anh em ạ. Có 54 triệu đồng thì bằng một chiếc xe máy thôi. Đây. À, em Đức vào ngồi đây. Người em Đức thì cũng khá nhỏ gọn. Đây các bạn này. Tầm tiền khá hợp lý. Đây em Đức ngồi đây. Chân đầu gối vẫn cách tầng ghế trước 20 cm đây các bạn này. Đấy, lưng em Đức này. Đấy. Đây. Khá hợp lý nha các bạn nhá. Đấy. Đây là chị và các bạn khá yên tâm với cái mẫu xe Daihatsu Matiz. Anh em Matiz 2003 anh em cho chị này. Cốp. Nguyên bản luôn anh em nhé. Một chiếc Matiz này, các bạn nhìn này, 2003 mà chỉ nó zin luôn anh em. Đây, còn keo sau đây. Đây các bạn. Giá khá ok. Sau khi quay tay anh em nhé. Sau khi quay tay. Và khá là hợp lý các bạn nhé. Đây. Tập đi. Vừa trước là hai kính điện anh em nhé. Và Đức sẽ lổ máy lên để cho chị và các bạn nghe tiếng động cơ của chiếc Matiz. Máy lổ khá im. Giá khá hợp lý. Chất cho anh em nhé. Đây là dầu lái này. Đấy, đây là nước kính này. Đấy. Đây là nước làm mát anh em nhé. Đây em giới thiệu lại này, đây là dầu trợ lực anh em ạ. Đấy, đây là nước làm mát. Đấy, còn đây là nước kính. Đấy. Xe này không đâm đục anh em nhé, đâm đục cái lạng, máy êm gầm chắc vô số anh em. Đây cơ sở nó đây anh em này, 3 tỷ 2003, có bao nhiêu cơ sở đây, đầu đây, đầu đây anh em này, máy thì khá ok. Chiếc Matiz giá khá hợp lý. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại địa chỉ đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương.
liên hệ qua số điện thoại là 0962 567089 và một số nữa là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Daewoo Matiz. Và một lần em Đức rất cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh mua bán hàng ô tô của em Đức suốt thời gian vừa qua. Vâng, em xin chào các bác nhé.